anh đã liên tưởng ra cái món này, em biết ở đâu không? Cái món này nó lai giữa Bình Định với lại Gia Lai. Bánh hỏi cháu lòng à. Ram của Gia Lai. Xin chào các bạn nha, thì hôm nay mình đi ăn ở quán Gánh Ướt 1960 nha các bạn. Đây là tên quán nè. Thì mình gọi một phần mâm dành cho hai người. Đây là một mâm bánh ướt à, có bánh ướt nè, bánh hỏi nè. Ở đây có heo quay nè em. Rồi ở đây có đây là chả ram nha, dưa leo, rau với lại lòng. Ở đây là như có đồ chua. Rồi bên cạnh đó thì mình có gọi thêm một phần ở đây là heo quay sốt trứng muối, rất là ngon luôn. Thì mình được biết là cái món này ở đây nổi tiếng của quán nè. Thì một phần như vậy là mình sẽ ăn hai người, một phần hai người á thì sẽ được tặng thêm một tô cháo nè. Đó, một chén này nè. Đó. Nước nè. Nước này miễn phí nè. Đó, thì mình sẽ ăn cuốn với bánh tráng nha. Đây bánh tráng nè. Đó. Nó sẽ có mấy cái hũ đựng đũa nữa, thấy luôn không? Đó. Cái hũ này là bình trà nè, cái này là bình trà cổ nè. Thì họ để mấy cái lá dứa vô. Ở đây á là trên tay mình là một cái mâm đựng gia vị nha các bạn. Ở đây á là có tỏi nè, có ớt xanh, rồi có tắc để mình có thể nặn vô trong nước chấm mình ăn. Đó, đây. Đây là một hũ nước chấm. Cái này là hũ sa tế nè. Bây giờ cái điểm đặc biệt đây em thấy rất là thích đó là cái vùng cột tóc à, không có đầu con á. Thì cái này là mình tre. Cái món này thì mình sẽ ăn với lại nước mắm này là nước chấm này, nước chấm thơm đúng không? À, nước chấm thơm. Một hồi mình sẽ ăn thử nha các bạn. Thì cái món này mình sẽ ăn chung với lại bánh tráng. Đây là bánh tráng nè. Rồi ở đây thì họ cho tụi em một cái tô cháo nữa nè, nhìn ngon. Đây là tô cháo. Tô cháo này miễn phí nha, nếu mà các bạn gọi phần hai người thì cái tô cháo này miễn phí nha. Trong này có hành với lại tiêu đó. Rồi xong, bây giờ thử một miếng này nha. Đây là heo quay trứng muối. Muối. Cái tráng này bây giờ mình muốn nước thôi. Để anh thấy thêm miếng nước nè. Cái tráng bây giờ muốn nước. Anh sẽ làm thử hàng hai phần. Cứ thử đi, không sao đâu. Đây, cho một ít rau vô. Rồi, thịt nướng nè. Nước mắm ngon. Nước mắm thơm rất là ngon. Bây giờ anh đã liên tưởng ra cái món này, em biết ở đâu không? Cái món này nó lai giữa Bình Định với lại Gia Lai. Bánh hỏi cháu lòng à. Ram của Gia Lai. Đây là món bánh hỏi cháu lòng nè.
Cho nên hồi nãy giờ là anh không có hình dung nha. Nhưng mà tự nhiên họ anh liên tưởng là tự nhiên nó cái mâm này là khi mà cuộn đó, đúng không, là nó giống như kiểu miền Tây đúng không, nhưng mà sao tự nhiên nó lại có bánh hỏi cháo lòng, thì cái này là đặc sản Quy Nhơn nè, ram này. Mình là có nguyên một con tôm ở trong ruột luôn. Ram ngon. Ram rất là ngon. Cho thêm phần ram. Ăn ram không? Em cho thêm một cái phần ram. Ram. Dạ. Ngon. Ram ngon quá cho nên kêu thêm một phần. Ban đầu là mình không có biết cái món này món của đặc sản vùng nào, chỉ biết là ở đây là áo bà ba, mà áo bà ba đồ ăn gần, nhưng mà cái mâm gánh này á, gánh ướt này á, thì nó lại có bánh ướt, bánh hỏi, lòng với lại cháo, bánh hỏi heo quay bên này thì là heo quay với lại sốt sốt trứng muối, thì mình nghĩ cái món này nó có liên quan tới cái món đặc sản của Quy Nhơn là món bánh hỏi cháo lòng nha các bạn, bánh hỏi cháo lòng. Em ăn bánh hỏi cháo lòng lần nào chưa? Chưa đúng không? Bánh hỏi cháo lòng là đặc sản của Quy Nhơn, cái món mà lúc trước chị Sương chị mua giùm á. Thực ra lúc mà mình order thì họ không có mention cái gì vô đây là cái món của Quy Nhơn cả, nhưng mà mình ăn nhiều nơi quá cho nên mình nghĩ đây là món có liên quan đến món đó. Mình vừa order thêm một cái món gọi là ram, thì cái món ram đó nó liên quan đến Gia Lai, cái này giống bao tử luôn. Đây là một cái miếng heo quay như vậy nè, thì thịt rất là nhiều luôn. Đó, mở xịt nè. Mình cũng hay nói là mình rất là thích ăn những cái món mà nó liên quan tới cái việc mà ăn từ món nhỏ nó lạ miệng lắm, nó làm cho mình ăn cảm thấy rất là thích thú. Cái món này ở đây làm ngon lắm. Một phần ở đây thêm là 5 con tôm bự. Đó, quen. Nãy giờ có một cái miếng mà nó liên quan tới vùng biển đó luôn, em biết nhỉ? Chả cá. Chả cá đúng không ta? Nem. À nem. Đây rồi, nem. Nem hay chả cá? Chả cá. Nè. Có cái miếng xương cá này hết chưa?
chua ngon ghê lắm. Mà thử đây là một cái ly miễn phí. Ly này là ly trà xả gừng các bạn, xả gừng ly này miễn phí.